Thì em mình đang chuẩn bị test cái xuồng khác nha anh em. Xuồng này nhỏ hơn xuồng mình nhưng mà nó dài cũng bằng thôi. Thấy nó khẩm quá. Để nó ra ngoài nó kéo vô nha anh em. Thì mình lựa cái vị trí mà quay tốt nhất để cho anh em xem rõ ha. Thì cái xuồng đó với xuồng này cùng chủ à. Cái xuồng mình thì đi thì được 39 GPS. Ngày mình nó mới đo lại, mới chỉnh xăng gió lại á. Nó đúng hơn cái gì á. Rồi chạy nó lên tốc độ hơn. Tại ngày mình nó nặng sắp mấy chứ đặng. Còn mình thì nặng có 5 mấy chứ thôi. Không biết sẽ ra sao. Thì em mình nó đang quay lại ha. Để mình để camera như vậy luôn để cho anh em dòm cái tốc độ đi ngang nó là bao nhiêu nha. À, nó gần tới rồi đó. Cái xuồng đó thấy mình thấy chạy nó muốn vô nước luôn em. Nó nhỏ nó cái lại cái lái nó cũng thấp hơn luôn. Xuồng mình thì cái lái nó cao ha, chở cái tải được. Xuồng mình xuồng tải, còn xuồng này xuồng chỉ đi một người hai người thôi à. Nó lũi chưa đóng gì luôn rồi. Nó không gị như xuồng mình hả? Mách biết được nhiều. Cái đó là nhiêu? Nằm nước hậu nằm lên nhiều không? Cái đó là được nhiêu? Bằng 8 mấy. Bằng 8 mấy hả? Này các tao đề ba được bằng 9 à. Chạy hỏi chiều đấy. Đúng rồi. Rồi tới mình test thử nha anh em.